lên đồ lấy cảm hứng phim Emily in Paris. Hai mùa phim rồi, ngoài những bản phối được cho là diêm dúa ố rề của Emily ra thì bộ phim thời trang vui vẻ này cũng có rất nhiều công thức có thể học hỏi vào outfit hàng ngày. Đầu tiên, áo trong crop top kiểu dáng tùy thích, thêm phần sang chảnh với một chiếc áo khoác tweed cộc tay. Khoác ngoài như thế này để tạo layer. Nói thật là mùa hè ở Hà Nội mặc layer cũng hơi quá đà. Nhưng dù sao cũng sắp thu rồi đúng không chị em? Tìm được chân váy như Emily mặc thì hơi khó, vì chân bà ấy dài hơn con chân trầm cảm của mình rất nhiều. Đấy là cho đến khi mình tìm được chiếc váy này. Item duy nhất có họa tiết răng sói trên cả set đồ. Chân váy mini này mình đặc biệt thích vì nó rất tôn chân, kể cả những đôi chân khiêm tốn về chiều dài như này. Đen trắng tương phản tuy cơ bản nhưng không hề nhàm chán, nhờ đổi mới và linh hoạt sử dụng chất liệu. Hoàn thiện set đồ bằng đồ cao gót màu basic và một chiếc túi cùng màu nữa là xong. Thì em thấy sao? Làm thêm phim nào nữa bây giờ nhỉ?